Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức tiếp nhận 100 máy tự tạo oxy cao cấp và 5 máy trợ thở do tập đoàn Phương Trang trao tặng. Tổng kinh phí các loại thiết bị khoảng 10 tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của tập đoàn Phương Trang. Những hỗ trợ về y tế của tập đoàn Phương Trang thời điểm này rất thiết thực, ý nghĩa trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo ngành y tế, số máy tạo oxy được tặng đợt này sẽ được phân bổ cho các cơ sở điều trị COVID-19, các trạm y tế lưu động ở cơ sở. Riêng các máy trợ thở sẽ được sử dụng cho các bệnh nhân nặng được điều trị ở bệnh viện COVID tầng 3. Xuyên suốt đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tập đoàn Phương Trang đã có nhiều đợt tài trợ về thiết bị, vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương cả nước.